Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của bác sĩ Nguyễn Như Quân. Thưa các bạn, bây giờ cũng đã là 10 giờ 10 rưỡi tối rồi, đêm khuya thanh vắng rồi. Tuy nhiên tối nay tôi cũng quyết định nói chuyện với các bạn về sức khỏe một lần nữa. Và chúng ta sẽ bàn về sức khỏe về mặt thể chất. Trong cái cuộc nói chuyện này tôi sẽ nói về những cái yếu tố cấu thành nên cái sức khỏe thể chất. Nó gồm những cái mặt nào để mà mình biết là mình sẽ rèn luyện những cái mặt đó để có thể đạt được cái sức khỏe thể chất là tốt nhất. Đằng sau kia thì là có một đồng chí là huấn luyện viên về sức khỏe thể chất. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà trong gia đình mà mình chỉ cần đuổi nó thôi thì là mình cũng đã phải được tập luyện rất là nhiều về mặt sức khỏe rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bàn về những cái thành tố của sức khỏe thể chất. Nó gồm có những thành tố nào? Thì tôi có thể nói với các bạn là có 5 thành tố. Cái thành tố thứ nhất là chúng ta có thể nói đến đấy chính là cái sự bền bỉ về mặt tim mạch và hô hấp, cardiorespiratory endurance. Mà trong dân gian ấy, lúc mình đi tập mình hay nói là tập cardio đó, hay là người ta tập là aerobic đó, cũng vậy thôi. Thì cái sự bền bỉ này nó thuộc vào sự bền bỉ của cái hệ tim mạch và hô hấp. Nếu mình nói chỉ nói cardio về mặt tim mạch không thì nó không chính xác, phải là cardiorespiratory endurance, là nó phải đi cùng với cả cái tim mạch và hô hấp. Bao giờ nó đi chung với nhau hết đúng không nào? Chứ không bao giờ một cái nó tách riêng cả. Tuy nhiên là tất nhiên là ngoài phòng tập thì người ta hay nói là tập cardio hay là tập aerobic cũng vậy. Thì về mặt định nghĩa đó, đó là cái khả năng mà tim của chúng ta đưa được một cái lượng máu mà có nhiều oxygen đến mô, và cái khả năng mô có thể sử dụng được cái oxygen đó, tức là cái khả năng cung cấp máu có dầu oxygen cho mô, đồng thời cũng là cái khả năng mà mô có thể sử dụng một cách hiệu quả cái lượng oxygen đó. Thì những cái khi mà chúng ta có cái cardio này khỏe đó thì chúng ta có thể thực hiện được các cái bài tập hoặc là vận động trong thời gian dài. Những cái môn thể thao chúng ta tập cardio này đó chính là chạy này, đạp xe này, bơi lội này, đúng không nào? Thì nếu một cái người mà người ta tập lâu năm rồi đó thì người ta có thể tập nặng, tức là chúng ta có thể thể thao rất là mạnh, nặng nề trong vòng 30 phút mà không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Thì đấy là cái thành mặt thứ nhất của cái sức khỏe thể chất. Đấy chính là cái sự bền bỉ về tim mạch và hô hấp, hay nói một cách đơn thuần đó chính là cardio hoặc là aerobic exercise. Rồi cái dạng cái mặt thứ hai của cái sức khỏe thể chất đó chính là sức mạnh cơ bắp, muscular strength. Thì người ta đánh giá sức mạnh cơ bắp đó là cái khả năng mà cơ bắp chúng ta nâng lên tối đa một cái vật nào đấy. Cũng giống như chúng ta đi tập tạ, chúng ta sẽ đẩy được tối đa là bao nhiêu kg. Thì rõ ràng là cái khi chúng ta có cái sức mạnh của cơ bắp này thì nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống của mình, đúng không nào? Và cái luyện tập mà tăng cơ bắp á, là ngoài cái chuyện chúng ta qua phòng tập gym, chúng ta tập đẩy xa rồi đẩy tạ rồi hít đất vân vân, thì rõ ràng chúng ta có thể làm những chuyện như chúng ta xách đồ khi chúng ta đi siêu thị đó, chúng ta xách đồ nặng vân vân, thì đấy cũng là một cái dạng là chúng ta tập cái sức mạnh của cơ bắp, muscular strength. Cái mặt thứ ba của sức mạnh thể chất đó chính là sự bền bỉ và cơ bắp, muscular endurance. Có nghĩa là sao? Chúng ta phải hoạt động cơ bắp mà nó không cần phải ở cái ngưỡng tối đa như là cái mục trước tôi đã nói. Nhưng mà cái hoạt động có vẻ nhẹ nhàng này thì lại lặp đi lặp lại. Thì cái này nó giúp đỡ cho mình những cái trong cuộc sống rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta đi du lịch chẳng hạn, chúng ta đeo một cái ba lô, chúng ta có thể đeo suốt ngày chẳng hạn thế. Hoặc là một anh nào đấy mới sanh con thì có thể bế con suốt ngày. Thì cái đấy là cái sự bền bỉ của cơ bắp. Và rõ ràng là rất là nhiều môn thể thao giúp chúng ta cái sự bền bỉ cơ bắp này. Ví dụ như môn bóng bàn hoặc môn tennis chẳng hạn, tức là một cái động tác chúng ta lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Thì đấy là cái mặt thứ ba. Cái mặt thứ tư đấy chính là sự mềm dẻo. Mềm dẻo thì nó giúp cho các cái khớp xương của chúng ta di chuyển với một cái góc mở, cái góc nó rộng hơn. Rõ ràng là những cái người mà có cái sự mềm dẻo dẻo dai này thì chúng ta có thể làm các động tác như uốn này, dẻo này, bẻ cong này, duỗi này, vân vân, tốt hơn nhiều. Và rõ ràng cái khả năng mà di chuyển của các khớp xương cũng tốt hơn rất là nhiều.
Thì để tập những cái này thì rõ ràng chúng ta có thể tập những cái môn ví dụ như là yoga, pilates, những cái môn như vậy thì nó giúp chúng ta về cái sự dẻo dai. Rồi cái thành phần cuối cùng đấy chính là body composition, tức là cái thành phần của cái cơ thể mình. Thì thường người ta lấy cái tỷ lệ giữa chất mỡ, fat đó, là chất béo, và cái lean mass, tức là cái khối cơ. Thì nếu mà ở một cái người mà cái khối mỡ nhiều hơn khối cơ thì rõ ràng là cái sức khỏe người ta sẽ kém hơn, người ta có bị nguy cơ nhiều bệnh hơn, ví dụ như bệnh nguy cơ bệnh mạch vành này, nguy cơ đái tháo đường này, nguy cơ ung thư chẳng hạn, nó nhiều hơn nhiều so với những cái người mà có tập luyện để có cái body composition, là cái thành phần của cơ thể tốt hơn, đúng không nào? Thì rõ ràng trong cái thành phần cơ thể này thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là đạt được cân nặng nhất định, và sau đó chúng ta cần phải tập luyện để chuyển sang cái để tăng cái tỷ lệ lean mass, tức là cái khối cơ của chúng ta lên so với khối mỡ, đúng không nào? Thì đấy là những cái điều chúng ta cần phải làm. Túm lại thưa các bạn là chúng ta khi mà nói đến sức khỏe thể chất, chúng ta sẽ có 5 mặt chúng ta phải rèn luyện. Thứ nhất là chúng ta phải rèn cardiorespiratory. Cái thứ hai chúng ta phải rèn cái là sức mạnh cơ bắp, muscular strength. Thứ ba là chúng ta phải rèn cái sự bền bỉ của cơ bắp, muscular endurance. Cái thứ tư đánh giá sự dẻo dai, chúng ta phải rèn cái sự dẻo dai để cho cái cơ bắp, các cái khớp, để cho các cái khớp nó được di chuyển rộng rãi. Và cuối cùng thứ năm là chúng ta phải chuyển đổi được cái cấu trúc của cơ thể của mình sang cái việc mình sẽ có nhiều khối cơ hơn là mỡ. Thì tất cả 5 điểm này chúng ta, nếu mà chúng ta tập được tốt, đạt được cái thành tích tốt, thì rõ ràng là chúng ta sẽ có một cái kết quả về sức khỏe thể chất cực kỳ tốt, đúng không nào các bạn? Vâng, thưa các bạn, như vậy là tôi đã trao đổi xong với các bạn về những cái thành phần đó, những thành phần quan trọng trong cái sức khỏe thể chất. Nếu các bạn thích các video của tôi thì các bạn đừng nhớ đừng quên nhé. Đêm khuya nhiều khi mình lú lẫn, mình không nhớ được nhiều. Các bạn đừng quên like, subscribe kênh của mình nha. Và đừng quên like and share cho Botanica. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Goodbye.